không nổi, ngủ không được. Không có ngủ được luôn. Thức sáng tới 3 canh giờ nó về, không canh cửa để nó nằm mà nó không về. Để cửa vậy nằm cửa chứ gầu lắm chú ơi. Có thực mới vực được đạo cô chú ạ. Mình phải chịu khó mình ăn vào đi để mình đi tìm cháu ngoại nữa. Con tin rằng là ngày mai ngày mốt là cháu ngoại của mình sẽ quay trở về đấy. Nên cô chú cứ yên tâm bình tĩnh nhá. Dạ rồi, con xin phép chào hai cô chú. Hai cô chú có thể giới thiệu là hai cô chú tên là gì và đến từ đâu? Dạ, tôi tên Nguyễn Văn Hồng. Dạ. Năm nay 73 tuổi. Dạ. Ở tại thành phố Mỹ Tho, phường 6 thành phố Mỹ Tho. Dạ. Còn cô? Cô tên Nguyễn Thị Hiệp, năm nay là 72 tuổi. Ở tại phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vậy là hôm nay là hai cô chú là hai vợ chồng đúng không ạ? Dạ đúng. Hai cô chú từ Tiền Giang lên Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây cô chú? Giúp đỡ tìm con đứa cháu đi hôm 30 tháng 4 nè. Cháu là cháu ngoại hay cháu ngoại? Cháu ngoại. Tên Nguyễn Thị Ngọc Thảo. 16 tuổi. Sinh 2008. Dạ. Ủa ba mẹ của bé này đâu mà ba để cho cô chú mình lên đây? Mất. Mất lâu cho cô chú? Mất 20... mất nay mười mấy năm á, hồi nó mới có hai ba tháng đi. Mới sanh nó mấy tháng ra mất tới nay luôn á. Trời đất ơi. Đúng. Chú, tại sao mà cả ba cả mẹ mất mà khi bé lúc mới sanh vậy? Là bệnh. Ô, bị hai bệnh. Vợ chồng chết hết. Trời mất ơi. Hết. Bỏ lại một đứa 2 tuổi, một đứa 2 tháng. Là bị bệnh gì vậy chú? Không biết bệnh gì, hồi trước nó cũng tìm đâu là cả hai vợ chồng bị bệnh luôn. Bệnh luôn mà chết trước chết sau. Trời đất ơi. Mẹ nó chết sau, cha chết trước, mà mẹ chết sau là nhỏ này 2 tuổi, ủa 2 tháng. Nó chị 2 tuổi. Vậy là cả hai chị em là ở với ông bà hết. Ở nuôi tới giờ luôn đó. Ở với ông bà ngoại hết ha. Dạ. Trời đất ơi. Cháu ngoại của cô chú là năm nay là bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Là bé này cụ thể là bỏ đi ngày nào chú? Ngày 30 tháng 4 lúc 6 18 giờ 30 phút. Vậy là chiều. Chiều. Chiều ngày 30. Trước đó một tuần lễ nó có hỏi bà ngoại nó đi chơi có người nào nước ngoài về đó lên chơi gỗ hai bữa nó cố đi nước ngoài. Rồi bà này không có cho đi. Rồi cái nó cãi nó đi qua hết một đêm. Cái nó về. Nó về cái nó hỏi đi nữa bà này không cho. Nói đâu có dòng họ gì đâu mà ai mà thương con mà đi không có cho đi. Thì bà này sao nấu cơm á, trước nó tốn là 18 giờ 30 bữa 30 tháng 4. Vậy là trước đó đã đi một qua đêm rồi. Dạ. Cái người phụ nữ nói là ở nước ngoài đó thì cô chú có biết không? Không biết. Nó nói về nó nói chứ không biết. Vậy là cháu như mình quen trên mạng rồi. Đúng thì rồi. Đó trên mạng á nó bấm máy nó chơi trên mạng tối ngày luôn á. Tối ngày luôn ạ? Ờ tối ngày trong phòng không. Bé nhà mình có còn đi học không cô chú? Nó học lớp 9 rồi cái hôm Tết này là cái nghỉ luôn à. Sao nghỉ ạ? Nghỉ là mấy tháng. Tự nó học không nổi. Tự nó học không nổi nó nghỉ. Cháu ngoại nhà mình cũng ngoan không? Cháu ngoại nhà mình cũng ngoan. Nó cũng không được ngoan mấy. Nó cũng hơi khờ. Nó khờ dữ lắm. Hiền lắm. Có hay đi chơi không ạ? Không có đi chơi đâu, qua đêm hết. Không có về nhà, có một đêm đó thôi. Vậy là cái bữa mà đi qua đêm đó là ông bà là cấm cản rồi. Không cho đi nhưng mà cháu của mình vẫn trốn đi. Có, bà này có cho đi nhưng mà nó đi một lát về. À cô cho một đi một chút à. Về, nó đi qua đêm luôn. Cho đi là tới 10 giờ là phải về thôi. 22 giờ á. Vậy là không nghe lời bà ngoại luôn. Rồi cái má mới ở qua đêm rồi về nói cái tại cái bà đó, bà biểu con ở qua đêm. Thì thôi, nói lần này là thôi nha, ngoại không có cho con đi lần thứ hai nữa nghe. Cái rồi bữa hôm 30 tháng 4 này nè, cái nó hỏi nó đi, nó thôi không có cho đi. Hôm đó hứa là đi không có về 10 giờ mà qua đêm là ngoại giờ ngoại không cho con đi đâu nữa hết trơn á. Rồi xuống nhà dưới nấu cơm ăn là trên này đi, lên đi mất tiêu luôn. Có đem quần áo đi không cô? Cô cũng không có biết nữa, nó đi không biết bận đồ gì nữa. Cái bộ đồ như cái áo lạnh màu trắng áo khoác rồi màu trắng hay màu đen gì đó thôi còn trắng, đồ ở nhà thì hôm qua lục thì còn ở nhà. Có điện thoại hoặc là tiền bạc gì đi không cô? Có điện thoại thì mang theo mà không biết là con chị nó bữa lễ về có cho nó 500 ngàn mà không biết nó xài còn dư hay là không, cô không biết nữa. Dạ. Vậy là cháu ngoại mà ở với ông bà là cái thời gian gần đây có làm gì không? Không, nó đi học không à, không có làm gì hết. Đi học à.
hai đứa đi học hết, mà rồi giờ nhỏ lớn mới đưa lên tên này là làm nhà hàng. Khổ quá, khổ. Mấy tháng à, nó mới về chơi. Mới làm có mấy tháng à, 3 tháng cậu, gì à. Theo người cậu vẫn hướng dẫn làm. Ông bà đã báo công an ở Tiền Giang có, chưa ạ? Có báo công an phường 6 Tiền Giang rồi. Bây giờ ông bà đang sợ nhất tiền gì, sợ nhất cháu ngoại mình sẽ gặp điều gì đây? Sợ là sợ người ta gạt, ta lừa đảo nó, là ta dẫn đi, người ta lưu chỗ khác, ví dụ dạng mua bán hay làm gái hay những gì mình đâu có biết được, mình sợ vậy. Dạ, điều đó có thể xảy ra chú ạ. Xảy ra nhiều lắm. Dạ. Bởi vì cách đây 2 bữa là cái ở xóm đó tên vợ cái thằng thứ năm đi chợ, là ở xóm đó là tên này là bắt về đó, bắt gì được một đứa, bắt về được một đứa đó, rồi nói còn 4 đứa nhốt ở lại nữa là ở trên là... anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hả? Không, mà đem về là con nhỏ bị bắt tùng giờ luôn, cũng 18:30 ngày 30 luôn, tháng 4 luôn, này lên một xe đó, nó lên một xe luôn đó, nó gần bốn mươi so bị ở cũng gần đó luôn. Anh là... em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tụi con thì trên đây tìm được nhiều lắm, thì đó là tìm về đó là mà là hôm qua là mới lên nhà đó hỏi đó, rồi bữa nay mới lên chú nè. Vậy là gia đình của bên kia là chỉ cho cô chú lên đây ạ? Dạ. Cô chú không có biết anh em chỉ đây rồi hả? Hứa cho lái xe, tôi muốn xe lái xe lên đây luôn giùm. Rồi cái đứa cháu là mẹ dẫn đi họp phụ huynh học sinh một lát về, rồi nhìn trong điện thoại coi cái phải cái con nhỏ này đi chung xe không. Tôi tỏ ra con tôi tỏ là bọn sao là gia đình sợ. Bích hết tờ luôn, giờ không chịu lái xe mà không cho con nói gì hết, là mình làm sao sợ nghe điện thoại luôn. Ôi là bây giờ lại không giúp nhà mình nữa. Sợ chắc sợ, ai nghe hâm nói gì đó, sợ người ta nói mày làm rồi mày bị vậy đó. Lúc nào vui vẻ tiếp đó nồng hậu lắm thì lên mình cũng hứa rồi tối lái xe rồi cái hồi luôn, rồi con thì không có nói gì hết luôn. Chứ là làm biết không? Bây giờ là không có giúp gia đình nhà mình không được, giúp, không dám giúp, nó thằng không dám giúp, chắc họ sợ được. sợ ảnh hưởng gì đâu, đúng sợ ảnh hưởng bản thân. Khổ thế chứ. Nó cô... 15 tuổi, nhỏ hơn nhỏ này 1 tuổi. Cô hãy nói một điều gì đó với cháu ngoại của cô đi. Bởi vì cháu ngoại của cô là bây giờ là vừa là ông bà ngoại mà vừa là mẹ rồi. Bởi vì nuôi từ lúc đỏ hỏn đến giờ mà. Cô nói điều gì đi cô, dạ, tình cảm nhất. Kêu gọi nó về đi, cái gì tha thứ hết. Bây giờ thì nhờ bên đây hiệp sĩ cho chú Hải đó là giúp giùm đưa nó về thôi, chứ không có quấn đập nó gì, không có cái gì hết đó, kêu yêu cầu nó về thôi chứ là mừng rồi. Là Nguyễn Thị Ngọc Thảo á, về đi ngoại không có nói gì hết, con về đi thứ hết đó, là ngoại mừng rồi, để ngoại ngủ không được đó, con đâu con được, có thể liên hệ được là ông ngoại nói nào, ông ngoại nói với cháu ngoại đi. Nguyễn Thị Ngọc Thảo ơi, con ra đi mà bây giờ á, con lỡ con đi nay 6-7 ngày rồi. Giờ con cứ cố gắng làm sao tìm mọi cách để liên hệ về gia đình hoặc con về. Ông bà ngoại tha thứ hết. Con phải về rồi đi kiếm ở đó này là biết bao nhiêu mà mấy gì mấy con nữa. Con phải về nghe, nhớ về nghe. Đó, ông ngoại bà ngoại nhờ đội hiệp sĩ ở Bình Dương của chú Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ. Chú cũng hứa giúp đỡ tận tình, con cũng cố gắng làm sao đặng về cho sớm với gia đình nha cháu. Rất thương, thật sự đây là một câu chuyện hoàn cảnh, thương là thương ông bà. Đúng rồi. Và đôi khi thì cũng tội nghiệp cho bé, bởi vì bé sinh ra và lớn lên thì thiếu thốn thì tình cảm của cả cha và lẫn mẹ. Điều đó thì không ai là cái điều mong đợi hết, nhưng mà cái hoàn cảnh thì cũng biết sao đây, đúng không ạ? Yeah. Thì hôm nay cô chú đã lội một quãng đường rất là, đường xã rất là xa xôi, và cô chú cũng đặt niềm tin vào anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải rất là nhiều. Yeah. Thì con chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều đã đặt niềm tin vào anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì anh em tụi con sẽ cố gắng hết sức, thứ nhất để mà đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội. Thứ hai là anh em con sẽ lên đường để đi tìm kiếm thông tin về cháu ngoại nhà mình. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm cháu ngoại về cho cô chú, nên mà mong rằng cô chú cũng cứ yên tâm, cũng đừng quá đau lòng quá nhé cô chú nhá. Hy vọng rằng là con gái xem được video này thấy cả ông và bà ngoại lặn lội đường xá xa xôi hàng trăm cây số từ Tiền Giang lên Bình Dương để nhờ các chú đi tìm con, thì con đang ở phương trời nào đó, thì con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ với ông bà. Bởi vì bản thân con là con gái, con chưa từng va chạm ngoài đời, và đặc biệt rằng con chưa từng biết gì. Chú biết là bản thân con là sinh ra và lớn lên là thiệt thòi rất nhiều. Chú rất thương những cái hoàn cảnh như con, nhưng mà hy vọng con đang ở đâu đó, con hãy sớm quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này mà con bị đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí là thanh niên nào mà đang khống chế, ép buộc, dụ dỗ con làm
những công việc, đặc biệt là những công việc nhạy cảm, vi phạm pháp luật, thì không cho con về. Thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số, đầu tiên là con gọi về số của số đường dây nóng của các chú, các bác công an trước là 113. Sau đó thì con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn những thanh niên nào hoặc cô chú anh chị nào mà đang giữ bé, khống chế không cho bé về, hoặc là chứa chấp bé, thì hãy nhanh thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố không thả bé về thì chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé mới 16 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, cái khung hình phạt này sẽ rất là lớn nếu gây ra một cái hậu quả nặng nề gì với bé. Cô chú có điều nào muốn nhờ tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng chung tay góp sức lại để giúp đỡ gia đình nhà mình không? Tôi cũng xin thưa với cộng đồng, ai mà thấy cái clip này của chú Thanh Hải giúp đỡ, làm ơn chia sẻ trên cộng đồng cho tôi thành thật cảm ơn rất nhiều. Tôi cảm ơn bà con trước, xin cảm ơn. Rất thương ha. Ông bà chắc thương cháu rất nhiều đúng không ạ? Thương hơn con. Thật mà, bởi vì thấy cháu của mình không có cha, không có mẹ, không cha, không mẹ. Tụi nó có nói hoài rồi, không gầy. Tụi nó nói là bà, tại bà nó mới vậy. Tôi không có thương bằng cháu ha, đứa cháu này. Tại bà là sao? Ai bà không nhà không cho nó mặn gì ha, không cho rửa chén, không cho giặt đồ, không quánh rồi vậy đó, không quánh đâu. À, tức là cưng chiều đúng không ạ? Không phải, ông mẹ ông cha cũng không quánh nó đâu. Thương đúng không ạ? Thấy nó không mẹ không cha nữa. Cô chú là được đông con không? Đông con là 9 đứa. 9 người con rồi đó. Mẹ nó là gái đó là mất đó, còn lại 8 đứa. Mẹ nó tới tứ tám. Còn bên nội là ở đâu lận? Bên nội là... Tức là bên ba của bé này. Bên ba của bé này hồi đó cũng ở Tiền Giang rồi. Sao rồi cũng gia đình ít lắm rồi cũng mất rồi. Rồi thôi luôn rồi. Vậy là ông bà nội của bé này là mất luôn rồi. Mất luôn rồi. Bên nội có ai tới thăm non không? Đâu ta về tên đâu cây lạy cả bè gì không nhìn nó luôn. Ôi trời đất ơi, vậy là không con có ai. Hai nó không nhìn luôn, từ hồi cha nó mất rồi cứ không nhìn luôn, tới giờ luôn. Sau khi cũng như có những người bà con nước ngoài, người ta biết bà con á thì cái này gửi tiền cái lấy cho nó trơn rồi gửi về hồi cha nó còn sống gửi về cũng ăn hết trơn rồi sao này mới bể. Trời đất ơi. Chị ruột á. Vậy là gửi sao tiền này, về cho cháu. Sao này mới bể, ông cố nó còn sống ông điện về mới biết bể. Nó đó là người cô hai hả? Biết bao nhiêu ở cô hai đó ở tên này nè mà không có nhìn từ hồi cha nó mất tới giờ không có nhìn rồi, luôn. Hai cái ai lâu rồi. Rồi tôi hai chồng nó nuôi tới giờ luôn. Đúng ra thấy cháu như vậy phải thương nhiều hơn đúng không ạ? Mà có bà con bên nước ngoài gửi tiền về cho cháu nữa đúng không ạ? Bà con thôi chứ không phải ruột thịt gì. Dạ. Nhưng mà ta biết hoàn cảnh cho giúp mà thương. Giúp nhiều mất. Cháu này mới biết là ông nói rồi cái ông sắp chết rồi. Là bể ra. Bể ra. Vậy mỗi là giờ gửi gì nhiều tiền có nhận không? Không có rồi mất. Vậy là cái bà cô đó bà ăn chặn hết trơn này. Trời ơi. Đã không thương rồi còn ăn chặn của mà cháu nữa. Bà con thôi chứ đâu phải ruột như cổ đâu. Cũng là thua một người dưng chú ha. Đúng rồi. Chú năm nay bảy mấy tuổi rồi, chú là kinh nghiệm sống và chạm ngoài đời, chú hiểu hết rồi. Thật sự rất buồn. 72 tuổi rồi. Có mận không có nổi nữa. Đâu có mận gì, giờ nhờ con chị nó nè đi mận tháng cho có 3 tiêu bạc rồi, hai bà cháu xài. Ôi trời trời ơi, 8 người con của cô chú đâu? Cũng nó có gia đình rồi đó, họ con nó không, đâu có đứa nào đâu mà cho. Muốn nhà to ở không đứa nhiều khi mình còn có tiền giúp nó nữa. Còn cho lại hả? Nhiều khi gạo người ta cho, tôi còn cho nó ăn. Nhín cho nó ăn. Trời đất ơi, vậy bây giờ là hai ông bà là sống dựa vào cháu ngoại lớn này hả? Tháng nó gửi cho 3-4 tiểu đó. Tiểu đóng tiền điện, tiền cáp, tiền này kia với 3 tiểu ăn. Nhưng là cháu ngoại lớn vẫn có hiếu mà. Thiện chị nhỏ này nè. Dạ. Hiện nay mới 18 luôn. Là hôm 30 nó về đó. Rồi mai mốt rồi thì bé đi lấy chồng ông bà sao đây? Nó mới lận mấy tháng nay à. Chắc ông sống lộn rồi chú ơi. Mắt hai đứa này không sống lộn đâu. Trời đất ơi, tức là bây giờ là ông bà có thương hai cháu ngoại còn hơn thương con ruột rồi. Đúng, tôi nói thương con. Nó phân bì đi chợ thằng thứ bảy, nó cỡ ta phân bì á. Cháu ngoại hơn con tôi hết, nó sẽ... Con dâu phân bì á hả? Nhưng mà sao lại phân bì? Thì nói thấy cũng như mình cưng cháu rồi mình chiều chuộng nó, không quánh đập nó vậy đó, dù nó nói cái gì. Mà không nghe, không lọt lỗ tai thì mình gầy thôi chứ mình không quánh một roi.
nó nói cũng như sao mà không giống bính nó vậy. À, ý là phân bì kiểu đấy hay là phân bì đó. Hay là phân bì kiểu là thương thương hai đứa này hơn thương mấy đứa cháu kia, có phân bì vậy không? Không có, chắc là thôi. thương hai đứa này, tôi nói thiệt, nó giận nó nói vậy chứ tụi nó thương mấy này dữ lắm, mà nó cũng thương nữa, mà đều tôi thương hai đứa này nhiều hơn, bị gì ta nói tụi nó không có cha có mẹ, đúng rồi, nó tụi bay đừng có phân bì, còn dạ. Tụi bay về con tụi bay còn đút cơm mà nó đeo tao không à, chứ đeo ai vợ. Đúng ra là những người bé này là gọi bằng cậu đúng không ạ? Cậu mợ đúng mợ rồi mấy gì là phải thương cháu nhiều hơn thì có dì hai nó hồi đó là mà tụi này còn nhỏ là dì hai nó cho tiền nuôi nó tới lớn rồi. Phải bù đắp cái tình cảm nhiều hơn, mua bán gì còn á, giờ nó nghỉ rồi thì thành ra tụi này nó lớn. Có lúc bà này lên tán phụ đó là hai đứa nghe, đứa hai tuổi, đứa hai ba tháng, mà tối là chung con hai nắp tôi nè, tay xanh lách mang đúng tối là chung cho nắp đó. Nó ngủ mấy năm trời với tôi vậy đó, nó không đi khỏi tôi cũng như mẹ rồi, thì nó đeo mà mày không bán chứ con. Nó biết đeo ai giờ. Khổ thương thật đấy, thương lắm, người không thương sao được. Con nghe câu chuyện của cô chú chia sẻ ra mà mới 2 tháng mà cả ba cả mẹ, trường hợp ví dụ như ba mất còn mẹ thì còn đỡ, mẹ mất còn ba thì đỡ, mà đường này mất một lúc hai người mà cái tuổi đời của bé thì thật sự mới có mấy tháng tuổi. Bởi ai dạy dỗ nó đâu chú ơi, rồi nhiều khi nghèo đi mần cũng phải thông cảm cho bé nữa, đất nuôi cháu mà nó phải đi lo bằng kiếm tiền kiếm bạn nữa. Với lại tuổi của bé nó, con nói thật chứ mới 16 tuổi bé biết gì đâu, ăn chưa no lo chưa tới, mà lại sống thì thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, có ai dạy dỗ nó. Nên mà đôi khi thì bé nghe những cái lời ngon ngọt cám dỗ trên mạng xã hội thì bé kiểu hiếu động thì bé bỏ đi thôi, nhưng mà vẫn rất là thương bé. Nhiều, con nói thật này, nhiều cái trường hợp mà con có cả cha lẫn mẹ mà dạy dỗ rất đàng hoàng thì nhiều bé vẫn bỏ nhà đi bình thường. Đúng rồi. Bởi vì ở đây anh em ghi nhận rất nhiều trường hợp như vậy. Còn cái trường hợp như cháu nhà mình thì mình cũng không thể không trách bé được. Biết sao tụi nó nói tại mua điện thoại cho nó chơi, thầy thấy nó buồn quá đó rồi mua điện thoại cho nó bấm, nhiều khi cũng cấp rồi thấy nó nằm hoài cũng tội nghiệp, nó thôi kệ đưa cho nó chơi vậy, thành ra mới xảy ra như vậy nè. Mười cây mười hoa mười nhà mười cảnh cô ạ, ai trong cuộc trong gia đình nhà mình mới hiểu được, phải đặt vị trí vào hoàn cảnh của cô chú thì mới hiểu được. Thì bản thân cô thì cô luôn luôn nghĩ là cô thương nhiều, thấy nó bé nó thiếu thốn tình cảm. Người ta có điện thoại chơi rồi bạn bè lại chơi đó, rồi nó không có, thấy cũng tội nghiệp mà gác mà mua cho nó cái cũng ba tự hoạt đó chứ, rồi gác mua cho nó. Khổ quá, thôi cô chú cố gắng, thì anh em tụi con sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại về cho cô chú. Cô chú có đồng ý cho anh em tụi con là đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại không? Cho nhờ đội dịch sĩ của chú Thanh Hải giúp đỡ tại giùm tôi cảm ơn nhiều lắm. Cô có đồng ý không cô? Đồng ý luôn kệ. Tại chú biết ngày qua nay tôi không ăn những hộp cơm luôn. Không, cô chú phải ăn vào. Chú phải động viên cô đi. Phải ăn. Không nổi ngủ không được. Không có ngủ được luôn. Thức sáng thứ ba canh giờ nó về không canh cửa để nó nằm ở cửa về. Đấy, cửa chứ gầu lắm chú ơi. Có thực mới vực được đạo cô chú ạ. Mình phải chịu khó mình ăn vào đi để mình đi tìm cháu ngoại nữa. Con tin rằng là ngày mai ngày mốt là cháu ngoại của mình sẽ quay trở về đấy. Nên cô chú cứ yên tâm bình tĩnh nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình, ở đâu làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với lại ông bà ngoại. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn cô chú anh chị ạ. Như ông bà cô chú đã chia sẻ thì bé sinh ra và lớn lên thì thiếu thốn cái tình cảm của cả cha và lẫn mẹ. Tiếc rằng là mới được 2 tháng tuổi thôi, lúc đó còn đỏ hỏn. Thì thật sự mà cái cảm xúc, cái cảm giác, cái thời điểm lúc bấy giờ thì thật sự ông bà rất là xót xa. Mất mà mất một lúc hai người thì thật sự đó là một cái hoàn cảnh vô cùng mà đau đớn. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa video này mạnh hơn những video khác. Để hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé và giúp bé sớm quay trở về. Thì thôi thì cô chú cố gắng, con chúc cô chú về Tiền Giang là được thượng lộ bình an. Và cái điều đặc biệt là cháu ngoại sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất cô chú nhá. Mẹ chết rồi không có sữa bú, tôi biết là bệnh tới bệnh lui, trời ơi lo gần chết luôn. Thì lúc đó là uống nước uống sữa ngoài.
lớp người này cho, người kia cho, chứ đâu có đủ thương tiền. Hả? Thật sự cái cảnh tượng mà con liên tưởng tới cái cảnh tượng, cái cảnh tượng như vậy thật sự con hiểu được mà, con biết được cái cảm giác đó mà. Cái cảnh tượng mà hai người mất trong cái thời điểm đó thì thật sự nó rất lớp là đau khổ. Mẹ nó mất rồi, gầu nữa, rồi lớp nấu nữa. Thôi cô chú cố gắng nha. Dạ. Con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe nha. Thôi chú cũng thành thật cảm ơn đội hiệp sĩ của chú Thanh Hải ha. Dạ. Rồi chú cũng chúc mấy em được nhiều sức khỏe. Dạ. Để giúp đời. Dạ. Cảm ơn. Thôi cũng cảm ơn mấy chú gán tìm dùm cho nó về sớm. Dạ. Dạ rồi em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.